Thanh xin kính chào quý khán thính giả của đài BWN TV 57.3. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay cùng với lại chương trình Tài chánh và Địa ốc và sự trở lại của chị Nguyễn Kim Thoa đến từ văn phòng Precious Realty Mortgage. Và bây giờ Thanh xin chào chị Nguyễn Kim Thoa và xin mời chị gửi lời chào đến khán giả. Kim Thoa xin thân ái kính chào Bác Ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của đài cũng như chào Thanh Thanh. Vâng, chào chị. Và hình như là đây là cái chương trình đầu tiên của cái năm 2013 của mình đúng không chị? Thì mới gặp Thanh Thanh với quý vị khán thính giả năm ngoái, năm nay trở lại. Nghe nói có vẻ như xa xôi lắm vậy. Thì có mấy ngày kính chúc quý vị một năm mới có thật nhiều sức khỏe, rồi mọi thứ được được như ý của mình muốn, coi như năm nay mọi thứ tốt đẹp hơn, tức là nhiều so với năm ngoái. Cái gì muốn thì sẽ được, chưa tới năm rồi thì sẽ tới năm nay thưa quý vị. Tức là sức khỏe vui vẻ mà mọi việc đều suôn sẻ. Vâng, và kính thưa quý vị, để trở lại với cái chương trình Tài chánh và Địa ốc của chúng tôi ngày hôm nay đó, như quý vị thấy là hôm nay chị Kim Thoa cùng với Thanh Thanh là hai người chơi hai cái áo đen. Quá dữ dội luôn quý vị. Nhưng mà thiệt ra là mình cũng chỉ nói về có dính dáng với tiền bạc rồi đó. Thì tưởng là ngày hôm nay là Thanh Thanh nghĩ là thời tiết sẽ lạnh như mọi bữa, hôm qua vẫn còn lạnh, thì nghĩ là ấy thì mình cũng chuẩn bị một cái áo cho nó thật là ấm để mà mặc ra đường, nhưng mà khi ra tới đường thấy nó nóng quá nhưng mà lỡ rồi. Cho nên là không biết là chị Kim Thoa lý do tại sao bữa nay cũng dến một cái áo giống như Thanh Thanh. Dạ thì cũng giống như Thanh Thanh vậy, cứ sáng dậy mình cứ tưởng tượng là cứ lạnh như hôm qua, rồi khi mà ra lỡ rồi thì đâu quay vô không có được nữa. Đúng rồi, nhiều khi mình phải có hẹn với khách cho nên là đâu có ấy trễ hẹn. Và bởi vậy có nhiều khi đi ra đường tới khoảng trưa trưa mình nhìn mình sao không giống ai á. Nhớ lại cái đó thì Kim Thoa nhớ hồi còn học trong đại học á, Thanh Thanh biết có một cái người bạn học cùng trong đại học, ảnh nói lúc nào ảnh trong xe ảnh cũng có quần áo, là tại vì buổi sáng nhiều khi trời lạnh rồi buổi chiều tự nhiên trời nóng. Đúng rồi. Rồi tự nhiên mình thấy mình mặc đồ không có giống ai thì ra lấy đồ thay. Không, cái đó là chị Kim Thoa còn đỡ, chứ nhiều khi mà chính Thanh Thanh đây không biết là chị Kim Thoa có cái cảm giác đó không. Sáng sớm thì nó lạnh, không mình mặc áo rất là dày á. Xong cái tới khoảng buổi trưa trưa cái bắt đầu nắng lên thì nó ấm lên lại. Khi Thanh Thanh bước vào trong những ngôi chợ đó thì thấy ngay cả các em mới có 12, 13 tuổi mà mặc quần short, chơi cái đôi dép giống như dép flip flop của quý vị, tức là đôi dép thôi chứ không phải là đôi giày nữa. Mình nhìn mình nói trời ơi sao mà mình quê quá vậy. Mà trong cái đó tức là đúng là già cả ốm yếu. Cho nên là khi mà đi ra đường, nhưng mà nếu mà mình nói về cái gì mình cũng phải chuẩn bị thì nó cũng là an toàn hơn đúng không? Nhỡ như bữa nay mà nó lạnh lên cái là có phải là những cái áo của mình là có thể là cứu được mình trong những cái giờ phút mà lạnh nhất. Thì đầu tư cũng vậy. Thì Thanh Thanh có chị Kim Thoa ngày hôm nay thì Thanh Thanh cũng muốn hỏi chị Kim Thoa là làm như thế nào để mình đầu tư một cách cho nó an toàn và không bị lỗ. Gọi là nói sơ sơ, nói nôm na là coi trước coi sau. Đúng rồi. coi trước rồi xong đứng chính giữa nhìn lại rồi xong cuối cùng trước khi là đi ký giấy tờ coi sao một lần nữa. Nhưng mà cái việc mà thí dụ như mình mua một căn nhà trước khi mình ký giấy tờ thì cái sự mà quan trọng khi mà mình có một người gọi là realtor, real estate ở với mình, nó cái sự quan trọng đó đến mức độ nào, sự cần thiết nó như thế nào? Thưa quý vị cũng như Thanh Thanh, dĩ nhiên là cũng có rất nhiều mấy quý vị đã mua nhà bán nhà qua nhiều lần thì mấy cô mấy chú hay anh chị cũng có thường cũng có kinh nghiệm qua. Nhưng mà nếu mà là một người mua mà mình có một người đại diện giúp cho mình thì thứ nhất là có thể mình có kinh nghiệm về giấy tờ qua, nhưng mà thị trường sẽ thay đổi. Chẳng hạn như thay đổi mỗi năm hay là khoảng 3-4 tháng, nếu mà mình không có trong ngành thì có thể cái sự thay đổi đó mình khó mà biết được. Thì nếu mà quý vị mua một cái nhà mà mình biết được, khi mà mình mua, mình quyết định mình mua một cái nhà, mình có biết chắc là cái giá thị trường mình mua có đúng hay không? Thì nếu mà có một người mà đại diện cho mình thì mình an tâm hơn. Tại vì khi mà cái người địa ốc làm cho mình cái offer thì họ cũng cho mình biết được là cái giá trị của cái khu đó như thế nào. Gần đây 6 tháng hay 3 tháng gần đây thì họ bán trên thị trường bán khoảng bao nhiêu đồng per square foot. Để mà khi mình mua thì mình an tâm hơn. Đó là về cái giá cả. Còn về cái mặt thương lượng, nếu quý vị gọi thẳng
cái người bán hay là cái người agent bên kia thì là cái người mua, thì quý vị khi mà có một cái nhà mà quý vị cảm thấy thích lắm rồi á thì khó có thể dằn được cái tình cảm của mình đối với cái nhà, và mình vô tình để cho cái người agent ở bên người seller biết thì có thể cái giá mà quý vị có thể ví dụ như họ muốn bán là chẳng hạn như 100.000 đi, nhưng mà nếu mà quý vị để mình thích quá, họ đang để cái giá 110, có nhiều khi họ không bớt mình đồng nào, hay là bớt mình 1-2 ngàn, ít hơn là cái giá mà thật sự họ có thể bán. Còn nếu mà qua người agent thì quý vị có thể nói cái tình cảm của mình về cái nhà cho cái người agent biết, nhưng mà dĩ nhiên người agent thì không bộc lộ chuyện đó với cái người agent bên kia, thì có thể thương lượng với mình với một cái giá mà có thể gọi là tốt nhất cho mình. Dạ, cái đó là phần thứ hai. Rồi phần thứ ba nữa là về giấy tờ. Thay vì quý vị phải tự mình lo một mình, tại sao mình không để cho một cái người agent người ta biết để người ta có thể phụ mình lo thì mình nhẹ nhàng hơn. Và về phía bên người bán thì quý vị là người không có phải trả tiền cho cái người agent đó, thì Kim Thoa thấy cái benefit vẫn được nhiều hơn cho quý vị. Còn về bên phía người bán thì thỉnh thoảng có những cái khu mà ghét mà người bán ở trong nhà đó mình biết mình có thể tự bán, và nếu mà mấy anh chị tự bán thì dĩ nhiên sẽ save được cái commission để trả cho những người agent. Nhưng mà để mà mình tự bán thì nếu mà cái khu của quý vị mà bán dễ dàng thì mình tự bán, đúng, quý vị save được cái phần tiền cho mình. Nhưng mà nếu những cái khu mà khó bán một chút, ít có người qua lại mà mình tự bán những cái bảng for sale or by owner một mình thì cái lượng khách có thể là họ đi qua lại ít hơn là những người agent có thể giúp quý vị để quảng cáo trên internet, trên website của họ thì có thể nhiều người biết được nhiều hơn. Thì thay vì mình bán trong vòng 3 tháng thì cái người agent 6 tháng thì cái người agent có thể quảng cáo mình hơn, bán được 1-3 tháng thì mình vẫn save được cái tiền thuế, tiền mortgage, tiền insurance nhà. Thì quý vị giống như là người seller thì cũng cân nhắc khi mà mình quyết định một cái mình có cần một người agent hay không. Nhưng mà chị Kim Thoa là giống như vừa rồi chị có nói là nếu mà thí dụ như mình đi xem một căn nhà mà mình thích quá, mình cũng không nên tỏ ra là mình thích quá, phải không? Dạ đúng, mình có thể nói niềm vui cái sở thích của mình với cái người agent, nhưng mà đừng để cái bên phía seller họ biết. Họ biết thì khi mình thương lượng mình khó lắm. Đặc biệt là mấy cái người bán của builder, Kim Thoa hay nói mà những cái quý vị thân chủ Kim Thoa, bởi khi mấy anh chị nói không sao đâu, để mấy anh chị tự đi được rồi, rồi qua builder chừng nào thích thì sẽ báo để mình chạy lên để thương lượng hay là build cái nhà. Nói thì anh với chị thích cũng là mặt buồn đi ra. coi như là mình thích hay không thích mình cũng phải giấu cái cảm xúc của mình đi, đúng không? Rồi về nói những tình cảm ước ác đó cho em nghe được rồi, đừng để người builder nhất là mấy cái inventory home. Nếu mà quý vị tỏ ra thích á, cái người seller của cái người builder có thể coi như làm cho mình mỗi cái mình mất bình tĩnh luôn. Họ nói họ có một người khác đang cũng theo dõi cái nhà này, nếu mà không mua hôm nay mình có thể mất liền ngày mai. Hoặc là cái giá này nó đã xuống tới minimum rồi, không có xuống được nữa đâu, có họ ngoài mình còn có nhiều người khác, nên là một hồi mình quýnh quán là coi như là mình có thể cái người agent chưa lên kịp mình đã ký contract luôn cùng sai gà chết. Nên đó là nếu mà quý vị thích chỉ cần đi ra bước ra ngoài gọi cái người agent của mình để cho người ta nói, để coi cái độ. Khi mà nói thì nếu mà một người agent có kinh nghiệm nói qua với cái người kia thì mình có thể đoán được là cái độ họ muốn bán như thế nào, hoặc là cái nhà này trong thị trường bao nhiêu mình có thể thương lượng. Còn nếu mà quý vị bộc lộ ngay tức khắc là không bao giờ mà quý vị có thể đi được tới cái mức bottom của họ, là đúng cái rồi. Mức cuối cùng. Tức là mình giống như mình mua bất cứ một cái món nào, mình không có nên tỏ ra là mình yêu thích cái món đó quá. Thì như vậy thì mình sẽ bị ép giá. Giá là mình sẽ bị mua hết. Đúng không chị Kim Thoa? Cho nên là bằng mọi cách như thế nào thì mình cũng phải nên có một người đại diện cho mình. Thứ nhất là mình chỉ được gọi là gì, tâm tình và tâm sự với lại cái người agent của mình mà thôi. Còn những cái mà biểu lộ cảm xúc của mình thì mình nên ém nó lại. Ém nó lại và để từ từ rồi khi mà mua được căn nhà mình yêu thích rồi, lúc đó mình có thể vô tư để mà cười hả hê khi mà mua được một căn nhà vừa rẻ vừa đúng giá thị trường mà mình lại yêu thích những cái đồ ở trong nhà nữa. Và khi mà nói về mua một căn nhà thì Thanh sẵn đây muốn hỏi chị Kim Thoa là cái việc mà đầu tư ở trong, vừa rồi là chị Kim Thoa trình bày là về những người mà
người Hoa Kỳ ở tại Mỹ này mua những căn nhà, thì nếu mà những người mà đầu tư ở nước ngoài thì chẳng hạn Thanh Thanh cho một thí dụ là rất gần gũi, đó là ở Việt Nam, thí dụ họ muốn mua một căn nhà họ để họ đầu tư đó, thì họ phải nó có khó nếu mà so sánh với lại người ở trong nước để mua, tức là người ở tại nước Mỹ này để mua một căn nhà hay không? Thưa quý vị cũng như Thanh Thanh, dĩ nhiên nếu mà người ở nước ngoài muốn mua thì họ vẫn mua được giống như mình, chỉ có khác là họ sẽ không có mượn tiền được. Okay. Tại vì họ không hoàn toàn không có credit hay không chứng minh được income ở cái xứ sở này, thì họ khó mà có thể mượn tiền được từ nhà băng. Nhưng mà nếu mà họ trả bằng cash, họ có thể đưa những cái giấy tờ của họ, là những cái giấy tờ xuất cảnh hay là visa chứng minh là họ là có những cái giấy tờ, thì họ được quyền mua nhà một cách dễ dàng và họ đứng tên một mình họ, không có gì khác hết á. Nhà mà nếu mà họ trả tiền cash thì dĩ nhiên còn nhanh hơn lúc mình đi mượn loan nữa, thì họ không có cái gì khác đối với mình hết, chỉ có khác là họ không thể mượn loan ở đây được. Và Thanh Thanh xin tạm gác chị Kim Thoa trong cái phần 1 này, và để bắt đầu cho cái phần 2 đó, thì Thanh Thanh rất mong là tất cả quý vị sẽ gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi liên quan về mua bán nhà cửa, tài chánh và địa ốc, về tiền bạc vay mượn như thế nào, thì quý vị gọi vào số điện thoại ngay bây giờ là số 713-429-4046, và chúng quý vị sẽ trực tiếp cùng nói chuyện với lại chị Kim Thoa, và chị Kim Thoa sẽ gửi đến tất cả những cái tin tức, những cái information quan trọng nếu quý vị cần muốn biết, hoặc là những cái ưu tư mà quý vị đang sắp sửa có tài chánh để mà mua căn nhà, đúng không chị Kim Thoa? Cho nên là đó là một cái gì đó mà cần thiết khi mà mình chuẩn bị mua một căn nhà, mình dù gì đi nữa thì mình có một người cố vấn nó cũng là hơn khi mà mình tự tò mò tới mấy mình tự kiềm tới. Vâng, và bây giờ Thanh Thanh đã có một vị khán giả rồi, thì Thanh Thanh xin mời anh hay chị lên tiếng ạ. Thanh Thanh không hiểu vì sao và Thanh Thanh không hiểu vì sao vừa rồi thì Thanh Thanh đã không có thể nào bắt được cái số điện thoại của quý vị vừa rồi. Thanh Thanh rất mong vị khán giả vừa rồi đã gọi vào thì xin gọi lại với số điện thoại là 713-429-4046. Và vừa rồi chị có nói là ở Việt Nam chỉ có cái là không có mượn được tiền, thì cái đó Thanh Thanh nghĩ là chắc quý vị cũng hiểu là mình không có cái credit gì, họ không có tin tưởng để mà họ cho mình mượn một cái số tiền quá lớn để mà đầu tư ở tại nước Mỹ này. Nhưng mà khi mà họ mua một căn nhà như vậy đó, nếu thí dụ họ trả cash thì cái điều kiện nó phải như thế nào? Cash thì phần lớn mấy anh chị phải có, giống như khi mà mình nói mình trả cash thì mình phải nói, thì phải có sách mách, phải có chứng, là tại vì mấy chục ngàn đối với người Mỹ, người ta không bao giờ cầm 1.000 mà đi lại thay thồ, người ta cũng bắt mình phải mua cái check, chứ người ta không có ngồi đếm tiền mặt. Thì nếu mà mình nói là cash thì nghe cái chữ là cash nghĩa là mình không đi mượn tiền thôi, nhưng mà tiền của quý vị phải ở trong nhà băng. Và tất cả những người ở ngoài nước mà muốn mua ở đây thì dĩ nhiên họ đến được nước này thì họ cũng có những cái bank account mà gọi là trong nước hay là quốc tế gì, họ cũng có thể chứng minh được. Thì họ đưa những cái giấy tờ ra mấy cái nhà băng. Thì lúc nào nếu mà Kim Thoa chưa bao giờ nhìn thấy cái bank statement, là nghĩa là cái report mỗi tháng ở bên Việt Nam như thế nào. Nhưng mà thường phần lớn thì họ tới đây thì họ cũng có xài những nhà băng lớn, giống như nhà băng Chase, Citibank. Mấy cái nhà băng đó cũng là những nhà băng international, những nhà băng nói tiếng Mỹ và report cũng bằng tiếng Mỹ. Nên khi họ đưa ra, khi mà họ nói ok, mình mua cái nhà này, họ là người nước ngoài và họ cũng sẽ đưa cái băng statement có tên của họ trên băng statement chứng minh. Thí dụ như cái nhà đó 100.000 thì trong cái nhà băng cũng show khoảng 100.000 hay 200.000 gì đó, thì tự nhiên bên seller sẽ tin tưởng là họ có tiền để trả cho họ, thì cái transaction họ vẫn mua bán bình thường. Ok, cho nên là nếu mà quý vị nghĩ mà thí dụ có thân nhân ở Việt Nam mà quý vị muốn muốn biết hiểu rõ thêm về cái vấn đề mà làm như thế nào để mà người ở Việt Nam có thể mua và đầu tư một cái căn nhà ở bên đây, thì quý vị có thể trực tiếp gọi số điện thoại cho chị Kim Thoa, lát tí nữa sẽ hiện trên màn hình ở tại văn phòng của chị. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì quý vị nhìn thấy số điện thoại là 713-429-4046 để mà quý vị có thể gọi vào trực tiếp để mà cùng trò chuyện với lại chị Kim Thoa để
đặt bất cứ một câu hỏi nào liên quan về tài chính, địa ốc và tiền bạc cho vay mượn như thế nào. Thông thường thì vào đầu chương trình thì Thanh Thanh có hỏi là tiền lời lên xuống là sao. Thì bây giờ không đợi đầu chương trình mà đợi giữa chương trình. Bây giờ Thanh Thanh xin được hỏi chị Kim Thoa là tiền lời năm mới 2013 rồi chị, nó có cái gì mới không? Năm mới nó phải mới. Dạ, thưa quý vị, năm mới thì đầu năm, nghĩa là năm mới là một tay thì mình không có làm việc, hai tay thì vô thì là thấy hết hồn. Nhà băng report là coi như là mọi thứ đều có cái chiều hướng lên. Nên là đầu năm vô là bạn đã cảm thấy mình hơi bị hết attack, nghĩa là rất cái gì là cũng sợ. Lên. Dạ, cái gì cũng lên, trong khi khách của mình, những người khách đang refinance hay là đang ở với builder chưa có nhà cửa, chưa có xong xuôi, bỗng nhiên report lên thì rất là sợ. Nhưng dạ mà vâng, may là cũng khoảng trong vòng 3-4 ngày thì report bắt đầu trở lại bình thường. Dạ vâng. Vâng, và Thanh Thanh xin tạm ngắt chị Kim Thoa để Thanh Thanh xin mời về khán giả trên đường dây lên tiếng ạ. Hello. Hello. Dạ, thưa Vân ạ. Thanh Thanh xin mời chú. Hello, xin chào hai cô ạ. Dạ, xin chào chú. Tôi là Quang, tôi hỏi một chút về vấn đề mua nhà. Dạ, chú Quang, cháu chào chú. Cháu mời chú ạ. Vâng. Tôi muốn hỏi về vấn đề mua nhà thì mua của cái người mà owner họ bán trực tiếp đấy. Dạ. Thì lợi hơn hay là phải có agent thì là không có lợi hơn? Dạ, nghĩa là cái người mà bán cái nhà cho chú thì họ muốn tự họ bán cái nhà đó, phải không thưa chú? Phải rồi, đúng dạ rồi. À, thưa chú, nếu mà cái người seller đã chính họ nói là họ bán for sale by owner thì thật ra không phải là lợi hơn hay là không, mà bây giờ chú có muốn agent á, thì cháu nghe thì nghe trước mắt là thấy chú bị lỗ, là tại vì họ đã tuyên bố là họ tự bán thì tất nhiên là họ không có cho chú dẫn cái người agent của mình vô. Mà nếu mà chú cảm thấy lo lắng mà chú cần một người agent để bảo vệ chú thì chú phải tự mình mướn, người ta gọi là hiring cái người agent để giúp chú thương lượng với cái người đó. Thường thường là người seller, là lúc nào người seller cũng coi như lo hết những cái phần chi phí mà trả tiền cho cái người agent của chú. Nhưng mà cái người seller, cái ông seller không muốn trả tiền agent cho chú, nên that's why ông đã dựng cái bản và ông tuyên bố là tôi bán bằng chính tôi. Thì nếu mà chú cần cái người agent thì trước tiên là cháu thấy chú lỗ là tại vì chú phải hire một người agent. Thì nếu mà chú cảm thấy mình không có rành thì chú nên hire một cái agent và chú hỏi với họ là giống như họ giúp chú gồm có những việc gì và họ trả bao nhiêu tiền. Nếu mà chú cảm thấy không có nhiều lắm để mà nếu mà chú không có rành lắm về nhà cửa thì họ cái người agent mà giúp chú trả một cái chi phí nào mà chú cảm thấy ok thì cháu nghĩ chú nên mướn một người agent để giúp cho chú nếu mà chú không có rành về giấy tờ nhà cửa. Tại vì người ta nói người sale, người bán luôn luôn là ăn người mua. Là tại vì ông seller chỉ có ổng mới biết hồi xưa ổng mua cái nhà là bao nhiêu. Và khi ông bán lại, ông có lỗ hay lời thì chỉ có ông biết. Nhưng mà còn chú, nếu chú không rành, giống như hồi nãy cháu Tho có nói qua đó chú, là nếu chú không có rành cái khu, chú không có rành cái giá thị trường, đôi khi chú nghĩ là thôi chú cũng cố gắng save khoảng mấy trăm, 1.000 đồng khỏi có cần mướn agent. Nhưng mà nếu ông seller ông bán cho chú mắc hơn cái giá thị trường 3-4 ngàn thì chú nghĩ là mình có biết được điều cái nhà đó người seller bán đúng giá cho chú hay không. Thì cái đó mình phải xem xét lại nữa chú. Nếu chú nghĩ là chú rành cái khu đó khoảng around 100.000 cho cái nhà mà chú đang mua thì chú cũng có thể mua trực tiếp với họ, rồi sau đó giấy tờ tiếp tục nữa chú có biết hay không, chú có giống như có tự tin để đi một mình hay không thì tùy ở chú để quyết định. Nhưng mà nếu mà chú cảm thấy không an tâm thì cháu nghĩ chú nên hire một cái agent để giúp chú. Đôi khi chú phải trả 500, 1.000 đồng gì đó nhưng mà chú có thể save lại nhiều hơn sau này. Còn nếu mà chú hỏi cháu là có lợi hay không thì cháu thấy là lỗ trước mắt là chú phải trả cái tiền agent thưa chú. Không, không, tôi thấy là cái người bán đó, họ nói là tôi sẽ bán
thấp hơn giá thị trường đó. Dạ, nhưng mà họ dĩ nhiên người bán nói cho chú biết là dĩ nhiên người bán lúc nào họ bán for sale bao owner thì người bán cũng nói chú được thấp hơn, nhưng mà chú có biết là có chắc chắn là thấp hơn không? Chú phải coi lại. Tại vì cái giá thị trường, nếu mà chú là người thường thì cháu nghĩ là rất là khó cho chú để so sánh. Khi mà tụi cháu là có người có license thì nguyên cái khu đó trong 6 tháng vừa rồi với cái square feet đó họ bán như thế nào, chậm hay nhanh, hay là mỗi cái square feet nó bao nhiêu, thì mình phải so sánh thật là kỹ mới nhân lên với cái nhà đó, thì chúng mới biết là cái nhà đó có thật sự là thấp hay không. Còn nếu mà ông bán, ông nói là ông bớt cho chú hay ông bán rẻ thì điều đó mình còn phải coi lại đó thưa chú. Thì thưa cô, bây giờ như vậy tôi cần phải mướn một dân trực tiếp nói chuyện với seller được không? Dạ được, chú có thể nói với họ nếu mà họ... cháu thì thường thường khi mà làm việc trong văn phòng cũng có nhiều cô chú gọi hỏi cháu giống như cái câu hỏi của chú đó, thì thường á là cháu nên chú cho cái người agent đó một cái số phone của cái người sale for sale owner. Đôi khi họ để cái for sale owner vậy thôi, nhưng mà họ có thể work với cái người agent của chú và họ có thể trả tiền cho người agent của chú. Thì nếu mà họ nói là họ không có work với người agent thì chú vẫn có quyền mướn một người agent để nói chuyện với họ, nhưng mà có điều á là tự mình take care cái tiền chi phí đó thôi chú. Chứ người agent vẫn, nếu mà chú hire họ thì họ vẫn có quyền đại diện chú để thương lượng với cái người for sale owner đó. Dạ vâng, không biết chú còn câu hỏi nào nữa không ạ? Rất cảm ơn cô đã chỉ dẫn rõ ràng. Dạ, dạ vâng. Cháu cảm ơn chú Quang, dạ cháu vâng. Chào chú. Xin chào chú Quang. Vâng, và kính thưa quý vị, Thanh Thanh nghĩ là chị Kim Thoa ngày hôm nay thì vị khán giả thì đặt ra một cái câu hỏi này, Thanh Thanh nghĩ là nó cũng là đáng để mà chúng ta suy ngẫm thử coi. Nhiều khi mình mua một căn nhà, nếu mà tính ra cái tiền chi phí để mình trả cho một người agent, nhưng mà mình lại cảm thấy mình an tâm với cái giá. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi cũng đã có một vị khán giả nữa, thì Thanh Thanh xin mời vị khán giả lên tiếng ạ. Hello. 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 Dạ vâng, xin mời chị lên tiếng ạ. Dạ hello, xin chào cô. Xin chào cô Kim Thoa và cô Thanh Thanh. Dạ, dạ vâng, xin chào cô. Dạ tôi là Nga. Dạ vâng, dạ chào cô. Tôi muốn hỏi thăm cô là tôi có đứa cháu mà nó mới ở Việt Nam được bảo lãnh qua. Dạ. Nó đi làm nail thôi. Thì tức là coi như kiếm tiền mặt đó. Dạ. Mà bây giờ nó muốn mua nhà thì có mua được không? Và tiền lời bây giờ là bao nhiêu? Xin mời chị. Dạ. Cô Nga, hình như cô Nga đứng gần cái tivi quá nên cái tiếng dội vào đài rất là lớn thôi cô. Cháu không biết là cô có thể nghe được thoa rõ không. Nhưng mà nếu mà cô nói cháu của cô mới qua từ Việt Nam qua thì chắc chắn là nếu mà đi nhà băng bình thường thì cháu của cô sẽ không mượn được tiền của nhà băng đâu thưa cô. Tại vì khi mà mượn nhà băng thì cô phải chứng minh income của cô nội phải có at least 2 năm history, nghĩa là cô phải làm liên tiếp 2 năm và phải có income để đủ qualify cho cái loan của mình. Cộng thêm là cái người mượn tiền phải có credit, mà nếu theo như cô nói cháu của cô mới qua vậy thì nếu mà một cái loại loan bình thường thì dĩ nhiên cô bé sẽ không có mượn được đâu thưa cô. Còn về những cái nhà băng người ta gọi là private investor hay là những cái nhà băng của châu Á, có thể họ cho cháu của cô mượn tiền, nhưng mà cái down payment họ có thể hỏi cô từ 40% down payment trở lên. Thì họ có thể không cần cái credit, họ có thể không cần cái chứng minh income của cô, họ cũng có thể cho cô mượn tiền. Yeah, họ xét vào cô là cái tiền ở trong cái nhà nhiều hay ít để họ có thể cho cô mượn. Thì cái tiền lời có thể đi từ khoảng 5.5 cho tới khoảng 7-8 chấm thưa cô. Dạ yeah, vâng. Vâng, và Thanh Thanh xin cảm ơn cô Nga đã gọi vào đặt câu hỏi. Dạ cái đó cũng có thể, nhưng mà tại vì cái đó là hơi tế nhị để Kim Thoa có thể giống như chị cái cách của cô để bỏ tiền vào nhà băng, thì có gì cô Nga sẽ gọi cho Kim Thoa đi, Kim Thoa chỉ cho cô được. Dạ, không vâng. Cô
Dạ vâng, và cô Nga có thể gọi trực tiếp để mà nói chuyện với là chị Kim Thoa nhé. Dạ, xin lỗi cô là tại vì mình hết giờ. Dạ vâng. Nên là thời gian có hạn nên Kim Thoa có sắp bị đuổi khỏi chỗ này nên phải chào cô sớm. Vâng, và rất tiếc là chương trình chúng tôi đã hết giờ rồi quý vị. Rất mong là quý vị sẽ tiếp tục đón nhận cái chương trình Tài Chánh và Đề Ốc của chị Nguyễn Kim Thoa trong những ngày tháng sắp tới nữa. Và bây giờ thì Thanh Thanh cùng với là chị Nguyễn Kim Thoa xin gửi lời chào đến quý khán thính giả, và Thanh Thanh xin mời chị Kim Thoa. Dạ, Kim Thoa rất chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và cô với chú đã gọi vào để tham gia chương trình. Cảm ơn rất nhiều những câu hỏi của quý vị. Kim Thoa rất mong là lần sau trở lại thì cũng có rất nhiều quý vị có những cái câu hỏi thì cùng tham gia cùng với Kim Thoa với Thanh Thanh. Dạ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Kính chúc quý vị có một buổi tối thật là an lành và bình yên. Xin kính chào quý vị.